Vâng, xin được kính chào toàn thể các quý vị và các bạn tiếp tục quay trở lại với kênh của Vượng Hạnh TV nha. Thì lời đầu tiên, như thường lệ, Vượng Hạnh vẫn xin được gửi lời chúc sức khỏe cũng như là lời chào trân trọng nhất tới toàn thể quý ông bà, cô bác, anh chị trong và ngoài nước. Xin được kính chúc cho tất cả mọi người có thật là nhiều sức khỏe, hạnh phúc và luôn được bình an trong cuộc sống. Tiếp tục ngày hôm nay đến với video này thì Vượng Hạnh cũng lại xin được cập nhật với quý ông bà, cô bác, anh chị một số cái thông tin liên quan tới đàn gà con, liên quan tới ekip quản lý như mọi người. Thì tất cả những cái chuyến hành trình, những cái live show, sự kiện thì các quý vị cũng đã nghe được những cái thông báo từ Vượng Hạnh cũng như là từ Tuyết Nhung rồi đúng không ạ? Thì cái thông tin mới nhất ngày hôm nay thì Vượng Hạnh cũng muốn nói qua với các quý vị một chút, tức là quản lý Diễm Phạm cũng đã đăng tải một số cái dòng status lên cái trang cá nhân của mình. Thì sau đây mình sẽ cập nhật cho quý vị cùng nghe. Hình như có tiếng mưa đang nức nở, thì đây là một cái tâm trạng mà quản lý Diễm Phạm thật sự đang nhớ về ai đó. Đây là những cái thông tin mà các quý vị chắc chắn là những cái câu nói này thì các quý vị khán giả cũng đã hiểu phần nào rồi đúng không ạ? Sau đó thì quản lý Diễm Phạm hôm nay đã đăng tải một cái, tức là quản lý Diễm Phạm có ghi rằng âm nhạc chữa lành. Đó, tức là cái hình ảnh của chị Phi Nhung là Phù Du. Đó, thì bài hát Phù Du, nhạc Tùng Châu, lời Hoàng Song Việt và ca sĩ Phi Nhung. Thì đây là một trong những cái ca khúc mà thật sự mà rất là hay khi mà quản lý Diễm Phạm đã đăng tải lên cái trang cá nhân của mình. Và đây là một bài hát thì chị Phi Nhung đã thể hiện và một số cái bình luận thật sự rất là tuyệt vời. Thương chị Phi Nhung quá, mình chưa bao giờ ngừng theo dõi những thông tin về đàn gà con, những thông tin về Diễm Phạm cả. Cảm ơn Diễm Phạm rất nhiều. Chúc Diễm Phạm luôn mạnh khỏe để chăm lo cho các con nhé. Cảm ơn bạn rất nhiều. Đó là một trong những cái lời bình luận của một quý vị khán giả thật sự cũng rất muốn quan tâm, cũng rất muốn chia sẻ với quản lý Diễm Phạm những cái buồn vui thưa quý vị. Thì tất cả chúng ta thì ai cũng đang chờ đợi những cái gì hay nhất, tốt đẹp nhất từ phía đàn gà con đúng không ạ? Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, thì ngày hôm nay tiếp tục Vượng Hạnh để cập nhật cho quý vị chúng ta biết thêm một cái thông tin mới nữa, đó là liên quan tới em Trường Sang nha mọi người. Thì em Trường Sang cũng có đăng tải niềm hạnh phúc và phước đức lớn của Sang khi được tham dự những cái chương trình văn nghệ cúng dường chư Phật, gồm thật sự là có rất là nhiều các cái ca nghệ sĩ thưa quý vị. Thì em Trường Sang cũng rất là cảm động khi mà được tham dự những cái chương trình văn nghệ cúng dường cho chư Phật. Thì đây là một trong những cái hành động mà đem lại cho chúng ta rất là nhiều những cái cảm xúc, những cái cung bậc nó thật sự là hạnh phúc đúng không thưa quý vị. Thì Trường Sang cũng mong muốn cống hiến cho tất cả chúng ta, và sau này Trường Sang mong muốn sẽ có được những cái việc làm thật ý nghĩa hơn nữa, đó là đi từ thiện để mà giúp đời, giúp người. Cho nên ngày hôm nay Trường Sang cũng như Thiêng Ngân hay là Tuyết Nhung cũng đang cố gắng rất là nhiều trong cái công việc của mình. Tất cả mọi người chúng ta thì ai cũng mong muốn điều đó nó diễn ra đúng không ạ? Đó là một số thông tin về Trường Sang thưa quý vị. Thì tiếp tục về bé Thiêng Ngân nha quý vị. Thì em ngày hôm nay tất cả những công việc thì cũng đã xong. Thiêng Ngân vẫn tiếp tục bán những cái bánh phồng tôm Cà Mau đây ạ, ngon lắm, mong mọi người ủng hộ bé nhé. Hi hi. Cả nhà ơi, sen quê con nở rồi đây ạ. Sen sấy khô, sen tươi, tâm sen, lá sen có đủ luôn ạ. Mọi người mua thì inbox cho em nhé. Thì sau những cái công việc thì bé Thiêng Ngân vẫn tiếp tục bán hàng online để mà kiếm thêm thu nhập mọi người ạ. Chúng ta có điều kiện chúng ta hãy ủng hộ cho bé nhá. Thì ngày hôm nay tiếp tục những cái thông tin này thì cũng mong muốn làm sao các quý vị nhận được để cho tất cả mọi người chúng ta được biết về đàn gà con.
Còn về phía Huỳnh Đức Duy thì tức là Duy Juno, em ấy cũng có những cái thông tin thật sự rất là mới. Và ngày hôm nay thì các quý vị cũng biết rồi, Happy Birthday là tuổi mới, mong thật nhiều sức khỏe, thật nhiều khán giả yêu thương và được tiếp tục sống trong đam mê của mình. Đó, thì Juno đã đăng tải lên cái trang cá nhân của em ấy. Thì đó, ngày hôm nay thì là cái ngày sinh nhật của Juno. Ai yêu thương thì có thể vào để chúc mừng cho em Juno nha mọi người. Có một bác là Phạm Huyền Anh có lời chúc gửi đến Juno nha mọi người. Chúc con trai sinh nhật vui vẻ, khỏe, trẻ đẹp, thành công và luôn may mắn nhé. Đó là một số cái thông tin về Juno ngày hôm nay thưa quý vị. Thì tiếp tục một cái thông tin mà Vượng Hạnh cũng muốn cập nhật đến quý vị. Đó là cái thông tin đến bé Tuyết Nhung. Thì ngày hôm qua thì các quý vị cũng biết rồi, tất cả những cái thông tin mà những cái câu chuyện về bé Tuyết Nhung thì cũng vẫn đang được rất là đông đảo khán giả đang quan tâm và đang quan tâm cũng như là chia sẻ và cũng như là động viên cho bé rất nhiều trong cái công việc. Tất cả chúng ta thì cũng biết rồi, Tuyết Nhung luôn là một cái người thật sự là rất là giống mẹ và cũng có rất là nhiều cái tình cảm đặc biệt dành cho quý vị khán giả. Thì bé cũng có đăng tải một số cái thông tin như sau: ngày 26 tháng 5 xin anh đừng hứa sẽ được phát hành nha cả nhà, tức là đây là một cái MV. Thì bé cũng đã thông báo với chúng ta cách đây 1-2 ngày, tức là sắp sửa ra cái MV mới để cho tất cả chúng ta được thưởng thức, được nghe và được xem những cái MV tuyệt vời của Tuyết Nhung. Thì ai cũng mong muốn và ai cũng chờ đợi để tới cái ngày mà tức là cái ngày 26 tháng 5 xin anh đừng hứa, thì rất là nhiều người đang chờ đợi khi mà cái được MV này phát hành thì thật sự rất là tuyệt vời. Tuyệt vời lắm Tuyết Nhung, luôn thành công trên con đường nghệ thuật con nhé. Đó, rất là nhiều những lời chúc thật sự là tuyệt vời khi mà Tuyết Nhung đăng tải lên cái bảng tin của mình. Khán giả đang hóng MV của Trường Sang với Tuyết Nhung quá nè, hai con quay MV đi. Đang chờ đợi phát hành đó Tuyết Nhung, chúc Tuyết Nhung ra MV mới thành công dễ thương quá. Kính thưa quý vị, thì cũng có rất là nhiều những quý vị khán giả gần xa cũng mong muốn cái MV của Tuyết Nhung và Trường Sang. Thì chắc chắn trước sau gì thì cũng phải có những cái MV mà của Trường Sang với Tuyết Nhung, bởi vì đang rất là nhiều khán giả yêu thích cặp đôi này. Vậy cho nên các quý vị chúng ta, nếu ai xem clip của Vượng Hạnh, chúng ta hãy comment thật nhiều để mong cho Trường Sang với Tuyết Nhung sẽ ra một cái MV thật là tuyệt vời, thật là hay và ý nghĩa để gửi tặng tới quý vị khán giả nha quý vị. Và cảm ơn quý vị rất nhiều. Ngày hôm nay thì một số cái thông tin đó Vượng Hạnh cũng muốn cập nhật cho quý vị. Xin chúc mọi người thật nhiều sức khỏe, hạnh phúc, bình an. Mọi người hãy ấn đăng ký kênh, like, chia sẻ để giúp Vượng Hạnh nha. Xin chào, hẹn gặp lại quý vị.